Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu hiệp sĩ ha. Và hôm qua thì mình đã có được kha khá đồ rồi, nhưng mà cái vấn đề là cái quần đã bị rách sau khi chiến đấu với cái con slam sắt, nên bây giờ mình sẽ làm một cái quần mới để mặc vô tạm đi ha, chứ không có full giáp là đi khám phá hơi bị đuối đó. Và mình sẽ lấy thêm một chút gỗ ra để mình làm thêm một cái khiên nữa. Đây, cái khiên gỗ bình thường thôi, có gì còn chống cự với những cái con xương mà nó bắn. Rồi, mọi thứ đều ổn áp rồi đó. Giờ thì thiếu mỗi cái xô nữa thôi là có thể lên đường để đi khám phá trong ngày hôm nay rồi. Và trong ngày hôm nay mình sẽ tiến hành khám phá cái công trình tím tím gần nhà mình luôn ha. À không, nói chính xác hơn là gần cái chỗ ở tạm của mình. Cái này chưa gọi là cái nhà chính của mình đâu, tại vì nơi này chưa gọi là thích hợp lắm. Rồi, và để vào trong này thì mình cần phải tìm cái cổng ấy đó. Cái cổng hình như nó nằm ở đâu bên này thì phải. Đúng rồi, cổng bên này hả? Ở dưới có tới tận 3 con boss lận. Không biết là chiếc này đi có lành ít dữ nhiều hay không đây. Hy vọng là mình có thể an toàn trở lên ha, và mang thật là nhiều đồ lên trên luôn. Rồi, giờ thì cùng mình đi xuống dưới thôi. Đường xuống ở đây. Đó, bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Đi xuống gì cho nó nhanh, chứ đi cầu thang xoắn chóng mặt quá. Rồi, ui, đi chưa gì đã có con quái vật này rồi. Có chuột nữa, oh no. Này thì quái vật, chuột nè. Có con nó nốt hút nữa, ui. Không biết con này nó quýnh đầu lắm nha. Con còn gây ra độc ấy nữa cơ. Ấy da. Này thì con quái vật màu đỏ. Rồi xong phim mình sẽ đập những cái lầm spawn, không cho nó đẻ thêm. Rồi, này thì quá giật. Nó đánh gây ra cái hiệu ứng độc Wither rất là khó chịu luôn. Tiếp tục ha. Cái này còn dài lắm. Ôi, có rương, bắt đầu có rương rồi nè. Ôi, con này nó vồ liên tục mình nè. Rất là nhiều lòng spawn ở trong đây luôn nha. Không có đập kịp là nó đẻ ra tùm lum mà. Có quái vật hư không nữa. Rồi, còn một cái lồng spawn cuối cùng. Đáp. Giờ thì có thể lút đồ rồi đó. Để coi đồ nó như thế nào đây. Ui, trống rồi. Trong này còn có trứng rồng nữa. Ui, quá. Quái vật hư không. Ui, nó đánh đâu vậy? Đánh nửa cây máu mình luôn rồi. Rồi, thôi xong rồi, chiếc này không ổn rồi. Không biết có nên đi lên không nữa. Chứ mình là thấy không ổn lắm rồi đó. Đừng có con nào lại nữa nha, đang lút đồ đó. Sắt. Cây spear này thì không mạnh lắm. Chủ yếu là những cái thứ lạc vặt không à. Cái này xịn nhất chắc là cái trứng rồng rồi. Bên đây thì có táo. Căng thẳng thiệt sự luôn á, chưa tới boss mà. Nó vồ ghê quá. Mấy cái con quái vật không kiếp. Mình ghét nhất là cái con quái vật hư không nè. Nè. Quái vật hư không nè. Nó sẽ làm mình mất điều khiển đi á. À, cái rương này thì cũng chứa sắt rồi ha. Ok. Giờ thì tới. Ui. Thôi, mình có một chuyện này. Chắc tốt nhất là mình nên chuồn đi. Bây giờ mình khám phá công trình này là hơi no hope rồi. Kiểu gì một xíu mình cũng sẽ hư giáp và ngẫm ở trong đây thôi. Lúc đó thì toan mất. Giờ nhịn nhục một xíu ha. Như vậy thì ý định khám phá cái công trình này trong ngày thứ hai của mình đã thất bại rồi. Không được. Đổi mục tiêu thôi. Đi hướng khác đi ha. Giờ chắc đổi sang mục tiêu là tìm nơi định cư trước đi. Và mình sẽ đi băng qua hướng bên này luôn. Mình sẽ tới một cái cánh rừng mới nè. Qua cái khúc sông này thì sẽ có cái xuồng. Đi cho nó tiện. Rồi, để coi trong cánh rừng này có gì không. Seasonal Hill ha. Taiga Hill. Ở trong đây có rất là nhiều cây khác màu nhau luôn nè. Cây lá màu thu, rồi cây lá màu đỏ gì tùm lum hết. Trong đây thì còn có những cái con. Con này hôm bữa mình đi trên núi mình gặp luôn. Nó tên là Bobeco ha.
còn gì khác không? Ủa, trong đây có vẻ rất là yên bình luôn. À, ok. Ê, có chó sói. Ê, khoan khoan khoan. Không chỉ chó sói đâu, đây là Feral Wolf. Đây là con sói gì nè? Sói gì mà không ăn vậy? Mình có xương không? Mình không có xương. Phải có xương thì mình sẽ thu phục những em chó sói này để đi khám phá cùng mình. Rồi đây mình nữa nữa nữa. Những cái con chó sói hung dữ này. Mình đã thấy được một cái lâu đài gì nè. Ồ. Mới đi vô cánh rừng này thôi mà mình đã gặp được một cái lâu đài rất là to rồi. Đi, vô trong khám phá thử luôn để coi coi có đường đường lên không. Nếu mà có lâu đài chắc sẽ có cái đường lên lâu đài đó. Ui, mình đi đúng một vòng mà sao không thấy cổng vào trơn vậy? Lạ vậy ta? Ừ? Không có thấy cổng luôn này. Chắc mình phải dùng biện pháp nghiệp vụ rồi. Vậy đi cho nhanh. Ê, ê, có làm spawn, có làm spawn. Đập lẻ, đập lẻ, đập lẻ. Đập lẻ không thôi nó đẻ ra tùm lum á. Ui, trong đây còn nhiều mấy cái làm spawn lắm. Tơ nhện không à. Nữa nè. Ui, ui, nó đẻ ra kịp rồi. Tay ma nè. Đập hết luôn. À, nó... Ê, ê, quá giật bóng tối. Thấy chưa, khó chịu chưa, nó tàn hình, nó quýnh mình cơ. Tàn hình hả? Không biết nó chết chưa nữa. Khó sợ thiệt. Rồi đào tiếp, đào tiếp. Hay mà nữa nữa nó xuất hiện nè. Cứ rình rình nó cắn lén mình thôi. Không biết nó ở đâu để đánh á. Ừ nó chết rồi, nó chết rồi. Sợ thiệt. À đây có căn phòng chứa cái đe nè. Lượm luôn. Cái đe miễn phí. Những cái lò nung thì không có cất đồ ha. À có luôn. Ừ, bắt đầu có đồ, bắt đầu có đồ rồi. Có mũi tên để mình bắn nữa. Top đó, top đó. Hôm nay thì đi một xíu về mình sẽ kiếm bò, mình làm một cái ba lô ha. Mình đang dự định là sẽ làm những cái ba lô to to một xíu để có gì mình chứa đồ trong lúc đi khám phá nữa. Chứ đi khám phá mà không có chỗ để chứa đồ thì buồn lắm. Lòng spawn đập hết luôn. Tiếp tục là cái đen nữa nè. Ê, ê. Sợ vậy, mấy con này cứ hù mình thôi. Lấy thêm mũi tên nữa. Ủa có vẻ cái công trình này dễ hơn rồi nè. Mình phải lượng sức khám phá những cái công trình mà vừa sức mình thôi á, cho an toàn. Xương, xương nè, xương quýnh đó, nó dằn cái hiệu ứng xương luôn ha. Nó còn rơi ra cái đầu xương trắng nữa. Mình nhặt thử coi có công thức chế tạo liên quan không. Ê, làm được đồ nha. Giữ liền, làm được những cây kiếm hiệp sĩ á. Tốt á. Nữa nè, nữa nè. À, con bò hút máu. Bò hút máu nè. Ghê thiệt. Mình sẽ lượm nhiều nhiều mũi tên một xíu, tại vì mình có cái... cái nỏ nè. Hai cái nỏ giống nhau luôn. Ồ, mình bắn lần hai cái luôn á, mới xịt á. Rồi, vô thư viện. Lâu đài mà có thư viện luôn hả, thức dậy. Có sách mang về làm bàn cường hóa rồi. Ngon lành cành đào. Mình sẽ lấy tầm một stack thôi. Một stack là dư sức để mình làm cái chỗ cường hóa cho mình rồi. Không có tham lam lấy chi cà đốc đâu. Không có chỗ đâu mà chứa. Rồi chỗ này có rương không? Ồ chỗ này có rương nè. Sẽ tích cực mình đi khám phá những cái hướng còn lại trong cái lâu đài này. Xong phiền. Và trước mắt á là mình đã có được một cái trứng rồng rồi. Nếu mà hôm nay không có gì thay đổi á, mình sẽ tìm cách mình up cái trứng rồng này ha. Biết đâu mình lại có thêm một cái người bạn đồng hành đi khám phá cho nó tốt. Rồi rồi rồi. Ồ, xương hả? Vô đây xương hả? Rồi còn cái lòng spawn đập nó luôn. Ui, còn nhiều vậy? Ồ, đó đó. Cái con quái vật này chỉ cần mình nhìn vô nó thôi là nó sẽ tàn hình mất à. Cay thiệt. Quái vật chùm cắn lén luôn á. Rồi mình sẽ đập hết luôn ha. Ồ, nó vẫn đẻ ra kẹp.
đẻ. Đẻ ra nè. Xong. Giờ thì... Ui, đồ trong đây thì hơi bèo. Hơi bèo thì phải. Bên đây còn nhiều rương lắm, để mình loot hết luôn. Coi coi có rương nào chứ đồ xịn không. Chủ yếu là nó chứa mũi tên à. Ừ. Mũi tên với một chút chỉ. Ui. Thôi mình sẽ loot tạm đi. Giờ thì lên thử tầng 2 nè. Tầng 2 coi có dấu đồ không. Ui. Trên này cũng không giấu gì luôn. Có làm spawn tiếp. Mình sẽ coi coi. Mình nghi là cái công trình này nó sẽ không có chứa đồ xịn ấy. Ê, quá giờ khúc mắt. Trời trời trời, nó đẻ ra nhiều xương vậy. Xương mặt giáp không nha. Hên là cái cây vũ khí nâng cấp của mình nó mạnh á. Nên mình đánh nó cũng khá là nhanh á. Chứ mà cầm cây kiếm sắt bình thường thì đập không biết chừng nào mới... Ủa đánh không biết chừng nào mới ngẫm được cái con xương mà mặc full giáp như vậy. Dọn hết làm spawn luôn nè. Rồi. Ui. Nói chứ không phải khen chứ cái đồ ở đây nó giống yêu luôn á. Chắc mình sẽ... Ô ô ô. Quá giật. Lại quá giật nữa. Đi ra chỗ khác đi nha. Rồi rồi rồi, bắt đầu đồ nó khá hơn xíu nè. Có đồ ăn các thứ cho mình rồi. Có điểm rồi đó. Mình nghĩ là ở những tầng cao nhất thì nó mới có độ xịn cơ. Còn mấy cái tầng này chỉ là mấy cái tầng để kiểu như là thử thách mình thôi à. Được, bây giờ cùng mình đi tìm một cái lối để đi lên trên tầng cao nhất ha. Qua đây. Đây không phải nè. Đây là phòng gì đây? Phòng này là phòng chứa bí ngô. Quái vật nè. Quýnh nó mà mình lụm được 7 cục hắc diêm thạch rồi đó. Tức là nãy giờ mình giết được 7 con giống như vậy rồi đó. Sợ thiệt. Ôi hướng này có Reaper nữa. Ui chó sói. Bộ xương chó sói kìa. Wow. Skeleton Wolf. Ghê nha, mới lần đầu tiên mình gặp luôn á. Sẽ lấy đồ ăn. Ngày đầu tiên mình rất là vất vả trong việc tìm thức ăn nên bây giờ có đồ ăn là mình bỏ túi liền. Không có bỏ ổn. Rồi. Ui lại con quái vật này nữa. Đi ra chỗ khác đi, cái con này. Bữa nay nó ghiền mình hay sao á. Nó cứ đuổi theo mình hoài. Rồi mình đã thấy là một cái lối đi lên trên rồi nè. Là luôn. Rồi đây là tầng thứ 3 rồi đó. Nãy giờ mình đi, đây là tầng thứ 3 rồi. Không biết là đời nó như thế nào đây. Còn có lối đi lên tầng thứ 4 luôn kìa. Được đấy, được đấy. Để chúng ta cùng nhau lên tầng thứ 4 thử luôn nha. Ôi, cái này tính ra đẹp đó chứ. Cái này mà mình tút lại nhiều khi mình làm cái chỗ ở mình được luôn á. Mà hồi vậy thì tham lam quá. Cái chỗ này nhìn thấy ghê. Chỗ vừa vừa thôi chứ đừng có bự quá. Bự quá nhìn sợ lắm. Ôi trên này không có đồ. Vậy là phải đổi hướng rồi. Phía trên này nè. Mình thấy trên đó có tiềm năng là có đồ á. Còn có những cái con bắn ra tơ băng nữa. Khó chịu vậy. Đi, lên trên với mình. Thấy đây còn nhiều đường lắm. Nè. Khám phá cái này xong mất cả buổi luôn rồi đó. Mà không có được rương gì xịn hết ta. Ui, xương mặt giáp Netherite luôn. Ui. Ui, con nó mạnh như kìa. Mình thì không có giáp Netherite mặc. Nó thì mặc full set đồ. Sang thiệt sự. Mình sẽ tiêu diệt hết luôn. Mình đánh tới 3 hit mới chết lận. Ê nó rơi ra cái nón kìa. Còn đồ bền nhiều không? Ê, còn cái đống đồ bền luôn. Lụm tịch thu liền. Này thì mặc giáp Netherite nè. Ôi đằng kia con quái vật. Nhiều chân. Ui chạy 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 chạy. Rồi hết đường chạy rồi. Mình sẽ bắn nó. Này thì quái vật nhiều chân nè. Chết rồi, nó chết rồi. Vậy thì hết rồi hả? Vô lý thế. Ui, cái tòa tháp to đùng như vậy mà có chút xíu đâu à. Rồi, đừng đánh giá qua cái kích thước nha. Đồ nó đúng của mía luôn. Nó còn dấu bơm ở đây nữa nè.
Rồi, tưởng thế nào? Tới đồng bằng rồi. Ủa, phải đồng bằng không vậy? Sao đồng bằng mà mình thấy nó hơi to? Ôi, còn có những cái con gì nữa đây? Muôn chơ, những con muôn chơ này. Hung ăn vậy? Nó cắn mình, mấy con muôn chơ này hung dữ lắm. Kìa. Thấy nó vậy thôi chứ nó không phải vậy đâu, nó hung lắm nha. Ấy ấy da, trời 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 trời, nó nguyên một đàn luôn. Ủa, phía đằng này còn có. Khoan, phía đằng này mình thấy có nguyên một cái chỗ này, chỗ nuôi ngựa hay gì á, có con ngựa xương nè. Để mình tiêu diệt nốt con muôn chơi này nè. Nốt thì ra nó chọn cái chết, thì ra nó chọn cái chết. Ở đây có ngựa xương, ngựa giùm bay. Rồi luôn, mấy con ngựa này biến thành xương với thành zombie hết rồi. Còn cái người nuôi ngựa đâu? Có yên cửa dây buộc nữa nè. Ủa, người nuôi ngựa rồi. Hay là người này? Ê, chắc vậy rồi. Sorry. Rồi chăn ngựa kiểu gì đây? Chăn ngựa kiểu gì mà bây giờ ngựa thành zombie rồi. Cái này mình cưỡi được không? Mình không cưỡi được ha. Trời ơi, quá trời ngựa luôn. Ngựa chiến không á. Ngựa ngựa xương á thì mình có thể cho ngựa bơi dưới nước luôn, rất là hay. Nếu như có điều kiện thì mình sẽ quay trở lại đây để bắt ngựa xương sao ha. Rồi giờ mình thấy trong đây nó có cái nhà nè. Hay à, dạ, nhà coi coi. Có một cái xô nước. Ồ, có yên luôn. Tốt, tốt, tốt. Có yên luôn là quá tuyệt vời rồi ha. Lò luyện kim thì mình cũng có thể lấy nữa nè. Còn gì giá trị khác không? Hết rồi. Ừ, như vậy thì chỉ có một chút xíu đó rồi, đồ đó thôi. Có dấu đồ ở đây không? À, không có, không có. Tưởng đâu có là tới công chuyện với mình nữa. Phải lục cho kỹ ha, chứ không thôi bỏ sót, uổng. Rồi, như vậy thì cái nhà này cũng không có gì hết. Vậy thì mình có nên sống ở đây luôn không? Ê, con này. À không, nó không đánh mình thì thôi, không sao. Chỗ này mình thấy nó cũng tương đối ổn nè. Đằng kia có cái trang trại ngựa nữa. Rảnh thì mình sẽ sửa lại cái trang trại ngựa đó làm trang trại mới của mình ha. Mình thấy cũng hợp lý. Ủa, mình phước nhầm. Mình phước cái bông mới đúng chứ. Ok, như vậy quyết định đi. Mình sẽ dời hết đồ của mình qua bên đây để mình tạm thời sống ở đây nè. Nó còn có một cái chỗ này giống như là cổng địa ngục mà đang xây dở vậy á. Mình đang có 8 cục nè, để mình xây cho xong luôn ha. Đúng là cơ hội thì chứ. Giờ thì kích hoạt lên là có thể đi qua địa ngục rồi. Ok, mình thấy mọi thứ ở đây đều rất là ổn rồi đó. Trừ những cái con Muncher ra. Nó cứ gình gình lại, nó hung mình vài cái rồi nó chạy à. Ghét ghê thiệt á. Rồi, giờ thì bắt đầu dời đồ qua thôi. Cái này mới mệt nè. Bây giờ điều kiện cũng không có cho phép nhiều ha, nên mình làm trước một cái ba lô nhỏ nhỏ đi. Đây, mình sẽ lấy ra một chút đồ thôi. Bốn da đó. Rồi, cái này thì mình sẽ gom lại làm mấy cục len. Một, hai. Gần mấy cục ta, bốn cục len thì phải. Rồi, chuẩn bài luôn. Làm đúng cái ba lô nhỏ. Coi coi nó chứa được. Úi giời. Cũng ok đấy chứ. Kệ. Có cái chứa thêm đồ cũng đỡ hơn là không có ha. Rồi. Và cái trứng rồng thì chắc mình phải đi up luôn quá. Mà trời tối chưa? Trời tối mất tiêu rồi. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Rồi sau đó sáng thức dậy mình sẽ trèo lên tít trên cao. Tại vì là trứng rồng bầu trời mà. Nên nếu có up á, là phải up ở tít trên cao lận. Ủa, đằng đó là con tổ con gì nữa vậy? Nhìn thấy ghê á. Ui, lúc đầu mình nghĩ sống ở đây sẽ an toàn lắm mà. Sao con nên quay xe không ta? Mà thôi kệ, lỡ bấm lao theo lao luôn. Mình sẽ trèo lên cao một xíu để mình up cái trứng rồng bầu trời của mình thôi. Đây. Cao thiệt là cao ha. Nếu không thôi là nó sẽ chuyển thành những cái hệ khác, là nó không ra rồng bầu trời đâu. Rồng bầu trời là phải up tít ở trên trời lận. Rồi mình sẽ làm cỡ một stack rưỡi đi. Một stack rưỡi là cỡ gần 100 ô độ cao rồi đó. Chắc cũng ổn. Rồi lên cao xíu nữa.
Mới đến đây là mình đã gần hết thấy cái nhà mình rồi. Ủa cao quá không ta? Lên thêm xíu nữa đi. Chút nữa. Rồi tới đây đi. Mình sẽ bắt đầu cho nó rộng ra ha. Cho nó rộng ra xíu. Mình đặt cái xô nước đó để có gì mình mình trượt chân té thì cũng không sao ha. Rồi. Xong. Ủa rồi giờ sao xuống ta? Ừ nhé. Mình phải làm một cái đường để xíu mình đi xuống nữa. Rồi có gì mình còn đi lên nữa chứ. Mình sẽ đặt cách xa xa gần xíu để không thôi nó ảnh hưởng đến trứng rồng. Đấy. Rồi trứng rồng thì mình sẽ ấp ngay đây ha. Trứng rồng bầu trời. Rồi đặt xuống. Đó. Như vậy thì quá trình ấp trứng rồng đã được diễn ra rồi. Hy vọng rằng rồng bầu trời sẽ sớm nở ra nha. Còn giờ thì đi xuống dưới thôi. Đấy. Đi xuống dưới. Cẩn thận. Không khéo là té gãy chân ấy, không đùa đâu. Đằng này là tổ con gì á? Đúng rồi, mình biết rồi. Đó là cái con rock á. Con đó tên là rock á. Nếu mà có thức ăn thì mình mới thu phục được. Còn không nó sẽ gấp mình lên trời. Cao thì là cao. Xong nó thả mình gớt xuống á. Ghê lắm. Nên thôi đừng có lại gần con đó đâu. Không dám lại gần nó đâu, nguy hiểm lắm. Không biết các bạn còn nhớ cái mối thù của mình với cái con sờ lam bằng sắt không? Chứ mình là con cây nó đó. Mình sẽ trả thù nó mới được. Sắt mình, sắt mình để ở trên mà. Mình sẽ phục hồn. Đây là một cái cúp sắt. Khô máu cho nó bữa nay luôn. Để coi coi hôm nay mình có trả được cái mối thù này không nha. Hay là ha, thù lại chồng chất mối thù đây. Ây da, con này. Hổn láo, hôm qua không đánh mình, tự nhiên hôm nay quay qua đánh mình. Hổn láo nè. Rồi, đi thôi. Quay trở lại chỗ cái con slam nè. Cày nó lắm rồi đó. Nè, con rock nè, thấy chưa? Ui sao nó hiền như ta. Bình thường con này gặp mình là nó gấp mình lên trời mà. Ừ, được đấy, thân thiện đấy. Thân thiện gì mình chịu. Đây còn có hang động nữa. Ui, quái vật màu đỏ. Quái vật màu đỏ. Này thì quái vật màu đỏ nè. Tiết nghĩ đánh với con này thì mình không nên kiểu đánh giáp lá cà đâu. Ui nhưng mà lại gần nó thì nó đã gieo cho mình cái hiệu ứng đào chậm rồi. Cây thế nhờ. Quýnh nó thưởng cái coi. Quýnh nó cái nè. Ui đánh nó cái nó hồi phục. Mà nó đánh thì lại hư giáp. Có bắn nó được không ta? Âu. Bắn nó còn giỏi lên nữa. Con này là mình đồng gia sắt rồi. Kiếm thì không. Đau thương bất nhập á, kêu kiểu vậy. Chỉ có thể dùng cúp để khiều nó thôi. Mà khiều nó cái là hư cả đống độ bền cái cúp luôn. What the hell, sao giết nó đây? Cây thế nhờ. Nó quýnh nè, hư cái ổn mới rồi. Áo, gầu xong luôn rồi, bể luôn rồi. Cái con slam không kịp. Nó có mấy máu thôi à. Mà quýnh không được. Ta nói tức cái lồng ngực á, rồi sao trả được cái mối thù này. Bắn cho bỏ ghét. Bắn cho bỏ ghét. Hay thiệt chứ. Bây giờ mình quýnh không được, mình chơm đồ mình chuồn nha. Tại vì nó có rất là nhiều sắt á. Mà quên, mình bị dính hiệu ứng đầu chậm lấy gì mà lấy được nó ta. Ở trong đây nó có đồ. Trong cái hang của nó có đồ nè. Có sắt. Ấy da. Quá giật nào đánh mình vậy. Có con nào đang đánh mình á. Rồi giết được nó rồi. Nó có một cây kiếm 13 sức tấn công luôn. Ui. Được vậy. Không biết cây kiếm này có đánh được con cái con này không nữa. À hình như nó còn dẫn tới một cái khu mỏ bông hoang hay sao này. Để mình thử mình khám phá khúc. Rồi dính hiệu ứng tiếp rồi. Cây tê. Thử khiệu nó cái coi. Ây da, không được đâu. Chạy. Ôi. Mình không nghĩ ra cách nào khác để có thể đánh được con này hết. Khó chịu thật. Ở dưới này còn có những cái con sư tử các thứ nữa.
Ghê nha, ghê nha, ghê nha, ghê nha. Đổi vũ khí lẹ. Mình đang yếu giáp nên mình có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào đấy. Ôi, ở đây có mấy chỗ đá mình đi nó bị à, broken stone, tức là những cục đá này đứng lên là nó sẽ bị bể nè. Hèn gì mình thấy đi lên nó cứ bị lúng lúng xuống. Còn đây là công trình gì nữa đây? Ê, ui, mình lại xuống một cái công trình khác thôi. Ở đây đang có cái anh tù nhân hay sao nữa. Ui, cái này là tù nhân chứ nữa. Tội nghiệp vậy. Hôm qua thì mình hết gặp những bé dân làng bị bắt cóc, giờ thì tới gặp tù nhân bị nhốt ở trong đây nè. Dạ dạ. Bị quái vật. À, bị con chuột tấn công. Con chuột khủng khiếp. Con chuột khủng khiếp. Còn có con nào nó khiều khiều mình nữa ấy. Để mình vô mình thăm cái anh này coi. Anh có đồ gì không? Cũng có một chút đồ đó. Mình cứu được ai thì mình cứu ha. Tội nghiệp chưa. Thẻ tên. Vô trong, vô trong, vô trong. Mắt của Ender tùm lum đồ luôn nè. Quá trời, những anh này bị nhốt à. Có tổng cộng hình như là 2, 4, 6. Có 6 anh bị nhốt ha. Được, mình sẽ cứu hết luôn. Còn mấy anh tìm tự tìm đường ra nha. Mình không có dẫn lên trên được đâu á. Nhiều khi mình còn lạc nè. Rồi, giúp mấy anh tới đây. Ê, kim cương. Im, im, im. Có kim cương là thấy khoái rồi. Giúp mấy anh tới đây thôi nha. Ê, sao lại quýnh nhau? Ok. Ê, 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 bình tĩnh, bình tĩnh. Trời ơi. Rồi luôn, bảo đảm ha. Lúc hai này bị nhốt có xích mích gì nè. Chắc có một trong hai anh cà khịa nhau nên bây giờ ra phát là giải quyết ha. Ân quán giang hồ liền, ghê thiệt. Ui ui. Trời, 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 trời. Trời ơi, một anh lạc rộng rồi. Rồi đây coi quýnh, quýnh lộn free luôn nè. Rồi luôn. Hết chuyện. Thôi bỏ tay mấy anh này à. Nhìn hiền hiền vậy chứ không phải vậy đâu. Mới được cứu ra ngoài là quýnh nhau liền luôn. Ác thiệt. Nói chung thì cái chuyến đi phục thù này của mình đã thất bại rồi. Đã vậy còn suýt nữa thì ăn hành sắp mặt rồi ha. Nhưng mà đánh đỡ lại thì mình cũng mang về được vài viên kim cương nè. Trong lúc lạc trôi vô cái nhà ngục của những cái anh mà bị nhốt ha. Hy vọng những chiến thắng phía sau thì mình sẽ tìm ra biện pháp để trả thù cái con Slam này. Con này rất là ha, khó chịu luôn. Và cái ngôi nhà này thì chắc sẽ là cái nơi để mình định cư trong thời gian sắp tới đây. Có thể thì mình sẽ xây hàng rào rồi các thứ để tăng cái khả năng phòng ngự lên ha. Chứ mấy cái con quái xung quanh buổi tối nó cũng dễ lại tìm mình lắm. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.